ở bệnh viện thì anh chuẩn đoán là thoát vị L4, L5 và S1. Trước mình chưa tập luyện á, thì mình cảm thấy mình bước vào đấy, mình thấy lưng mình đau và bước đi của mình cảm thấy cũng rất khó đi vào bước. Lưng đau và người cũng khó chịu. Còn sau khi mình đăng ký cái liệu trình tập luyện của Duy thì mình thấy là sức khỏe mình lên hẳn khoảng tầm bình phục khoảng tầm 70-80% rồi. Ở giai đoạn này nó đang ở trạng thái là 50-50, có nghĩa là các bài tập vừa giúp anh vận động tập luyện thể chất mà vừa giúp anh cải thiện cái phần lưng của anh nữa. Đó là cái giai đoạn bây giờ hai anh em mình đang làm. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2. Xin chào cả nhà, mình giới thiệu là mình là Sơn, giám đốc công ty Thái Hơn, viên về giới thiệu việc làm, cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch tại các tòa nhà. Mình tập luyện ở đấy theo mình nghĩ thì còn có 3-4 tháng này. Nếu mà trước mình chưa tập luyện á, thì mình cảm thấy mình bước vào đấy, mình thấy lưng mình đau và bước đi của mình cảm thấy cũng rất khó đi vào bước. Lưng đau và người cũng khó chịu. Còn sau khi mình đăng ký cái liệu trình tập luyện ở tại chùa Duy thì mình thấy là sức khỏe mình lên hẳn khoảng tầm bình phục khoảng tầm 70-80% rồi. Điều chứng rõ rệt là đau lưng và khí gì vận động khó, đứng rất khó hay là ngồi lên đứng dậy khó và chỉ việc 4 năm thôi. Thời điểm mình đã mở bài tập á, mới làm quen vào bộ môn thì khi khó là mình giãn cơ, thời điểm đó rất là đau và mệt, và cả thời điểm lúc đầu tập cả sờ và cả lo và cả đau nữa. Đó là thời điểm khó đó. Còn sau khi tập quen rồi thì mình cảm thấy giãn cơ là một vấn đề rất là dễ. Thử gối này rộng hơn vai cho em, hít sâu và hất lên nào, hất lên siết chặt mông lại, không vào lưng nha. 1, rồi xuống chậm thôi, không chạm mông. Rồi lên ạ, thở ra. Thở ra nè, thả lỏng ra. Mình sau khi tập luyện ở chùa Elite, chùa Duy á, thì mình cảm thấy là mình biết cách là vận động trong sinh hoạt đó, biết cách đứng lên ngồi xuống đúng cách đó, biết đứng lên ngồi xuống đúng cách, và khi dính một cái vật gì nặng chẳng hạn, mình biết cách để làm sao mà không bị lại nữa, không bị đau lưng. 6, 27, 28, 29, 30, 10 giây nữa. 10, 9, 8. Tập thế này mới gặp mồ hôi được. Thế mình nghĩ là những người mà bị thoát vị và bị đau lưng như mình là chắc chắn là tập được. Bởi vì mình trước khi chưa tập, chưa đến để tập thì mình nghĩ là không thể thôi được. Bởi vì bị thoát vị này làm thứ hai buổi đã lên, thì mình cảm thấy là mình tin vào cái liệu trình và cái lịch trình của huấn luyện viên và tin vào Elite, nên là mình chắc chắn là thế thôi vấn đề. Nếu như ở ai mà bị vấn đề thoát vị liệu đềm hay là bị bệnh viên liên quan đến là thoát vị là tập ở Elite là chắc chắn thôi.